Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thí điểm không phân tuyến khi tuyển sinh lớp 1, lớp 6. Việc bố trí chỗ học cho học sinh sẽ dựa vào nơi cư trú thực tế của gia đình các em, không phân biệt hộ khẩu hay địa giới hành chính phường xã. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố về việc thí điểm không phân tuyến khi tuyển sinh lớp 1, lớp 6 dựa vào nơi cư trú thực tế của gia đình các em, không phân biệt hộ khẩu hay địa giới hành chính phường xã, tức là học sinh sẽ được học tại ngôi trường gần với nơi mình ở nhất. Việc bố trí chỗ học cho học sinh đầu cấp sẽ có sự hỗ trợ của hệ thống bản đồ GIS để xác định đoạn đường từ nhà học sinh đến trường. Cách sắp xếp như trên sẽ loại bỏ được tình trạng học sinh phải đi học quá xa. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ xin thí điểm cách làm trên tại 3 địa phương: thành phố Thủ Đức, quận 8 và quận Tân Bình. Ngoài ra, năm nay, tất cả các quận huyện đều được thực hiện tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến. Cha mẹ học sinh sẽ kiểm tra thông tin và xác nhận nhập học trên hệ thống dữ liệu tuyển sinh đầu cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.